Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tăng Loan Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở trước thì mình có thể nói là một cái trận chiến khá là thần tốc khi mình đánh chiếm một loạt cái vùng đất kéo dài xuống tận đất của thằng Nga đây rồi, bao vây gần như toàn bộ lãnh thổ của Nga. Và mình đã phòng thủ một trận trước Mikhail Kutuzov. Mặc dù là tướng cùi thôi, mình đang cho quân đoàn này lên đây rồi, nó sẽ đang phòng thủ ở đây. Nếu mà thằng đệ này của mình phát triển tốt, sao nào, nó sẽ đánh được cái vùng này thì tốt. Thì mình sẽ có thể bảo vệ được lãnh thổ. Nhưng mà mình chưa biết thế nào, với thằng đệ của mình thì nó cũng có đất đấy nhưng mà nó yếu quá. Nên nó cũng có vài cái thành trì mình vừa giao cho nó đây nhưng nó yếu quá. Mình có thể mình sẽ tiến ra mình tái chiếm cái tỉnh này và đồng thời mình sẽ giữ quân ở đấy để phòng thủ luôn. Bản xem tình hình nó thế nào đó. Đấy. Khu phía nam này thì chắc là kế hoạch của mình sẽ tiếp tục hồi quân đây và đánh chiếm vùng dưới này, giải phóng cái tỉnh này ra đã. Đấy, kế hoạch thì nó là như vậy. Nhưng mà đấy, xem nào. Đây. Đây rồi. Mọi việc ổn. Thôi rồi, cái lượt này chắc là hết việc để làm, mình sẽ qua lượt đã. Là Napoleon đứng ở đây này, trận đánh này mới khó. Rồi, qua lượt đã. Xem nào, chúng ta hết tiền rồi. Cử quân Pháp, cử quân đến đây. Ôi, nó đông lắm. Làm sao mình đánh được nhỉ? Không ăn được chứ. Ăn được thì không nói được gì, không ăn được. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Rồi, vào đây. Phía trên này thằng Nga cũng đang mua quân à? Không biết nó ăn được thằng đệ mình không? Quân đoàn này của nó cũng mạnh phết. Giờ hơi ăn cắm lợn đây mùa đông. Mùa đông thì khó sống lắm. Đây thì chúng ta có quân đoàn ở đóng đây rồi. Trong trường hợp nó muốn tấn công cũng hơi khó đó. Phía dưới này thì đây là thằng Áo rồi. Đất của thằng Áo thì thằng Pháp đó. Nhưng mà chỗ này nó đông quân này thì mình không ăn được rồi. Mình thử xem làm Bavaria thế nào. Có bị chiến tranh ngay không? Chiến tranh với thằng Pháp luôn. Ôi. Mình giao đất cái vùng này cho thằng Bavaria phát, thằng Pháp có đánh luôn à. Không sao, cho quân đoàn đứng đây bảo vệ. Chiến tranh với thằng Pháp, nhưng thằng Pháp cũng chỉ có đánh được mỗi ở hướng này thôi. Mình đứng đây bảo vệ rồi. Đây nó còn có một cái cảng nữa này. Cả này cái từ từ chiếm được cái tỉnh Hungary này thì khôi phục được thêm một thằng nữa, nhưng mà Pháp chỗ này đông quân quá, mà nó đứng đông như này thì mình không đánh được, trừ khi mình chơi kiểu đánh hội đồng auto thì ăn được. Quân đoàn này đợi hồi quân đã, lượt này chắc chưa làm được gì. Bổ sung quân. Rồi. Bổ sung thêm vật liệu cho hai quân đoàn này. Kinh tế của chúng ta thì bây giờ gần như là rất là khó. Chúng ta không có các cái đội thuyền buôn như quân chẳng hạn như quân Anh và quân Pháp thì mình còn chiếm được các đội thuyền buôn. Bây giờ chúng ta chưa có đội thuyền buôn, hơi khó tấn công, hơi khó chơi đấy. Rồi, chúng ta sẽ qua lượt, mình sẽ nghĩ là qua lượt đã, xem tình hình tiếp theo như nào đó. Pháp thì nó không dám tấn công lên trên phía trên của mình nữa rồi. Phía này thì thằng Bavaria chắc nó sẽ đưa quân sang đây để phòng thủ. Mình có quân đứng ở đây yểm trợ nó thì thằng Pháp thì ăn được.
You must either appease the rioters by lowering taxes. Xem là có thể ăn được không? Còn Pháp chỉ có thể tấn công mình qua hướng này thôi, đúng không? Miễn thuế cho cái tỉnh này. Việc sau có thể nếu mà trường hợp nó rút quân đi mình sẽ tấn công đây để do thám thằng do điệp viên này nó do thám xem toàn bộ cái vùng này như nào đã. Mày mắt tướng này vẫn đứng ở đây bảo vệ được thằng đệ. Ghét cái mũi cái mùa đông không thể tiến quân được mùa đông. Đến cái đèn à, cứ để hồi quân nữa. Chưa hồi quân đánh nhau là chết dở. Đánh được chỗ này thì còn đây nữa thôi là mọi thứ ổn nhỉ. Yeah. Hay chà. Thằng này rất không ưa thằng Nga. Bavaria Bỉ. Italia. Rồi. Chia sẻ công nghệ cho nó đã. Italia. Rồi, Thụy Sĩ. Hết. Hết công nghệ để chia sẻ. Căng nhỉ. Đánh được cái vùng này thì mới xong được. Chưa giải quyết được gì. Bọn này đứng chắn hết đường đi của mình. Rebellions grow in strength. Hay quá, có tướng chỉ huy bộ binh đây này. Có thể mình sẽ luyện thêm một tướng nữa nếu như mà đủ lực lượng. Hay quá, mày thích chết à. À, cái tỉnh này nó không bị nổi loạn nữa rồi, chúng ta phải cướp giao cho một thằng nào đó để cướp bóc đã, để lượt sau nó nổi loạn lên chúng ta mới lại luyện skill được. Xia. Căng nhỉ. Bây giờ lo đánh nhau khó. Tướng này max skill rồi đúng không? Được, đã thế mình luyện tiếp. Männer, vorwärts! Wir triumphieren! Và cấp độ này thì luyện lâu lắm, lâu mới lên được một sao lắm, lên được một skill lắm. Nhưng mà vẫn phải cố thôi. Linke Seite, Marsch! Sir, eure Befehle, wir triumphieren. Vorwärts! Rồi, hồi quân đã. Sir, eure Befehle. Rồi, lại có quân tiếp viện đến rồi. Pháo. À, chúng ta đã nâng cấp công nghệ lên đời cuối và bây giờ thì chúng ta sẽ nâng cấp vào đây và đây hai cái nhánh quan trọng nhất này.
22 à? 21 à? À thôi được rồi. Nâng cấp cái này để chúng ta sẽ có pháo phản lực này. Cái này thì chúng ta có thuyền vỏ thuyền hơi nước này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ phát triển đã để nâng cấp đã. Có thuyền hơi nước đã. Xem các quân đoàn này của mình có thiếu gì nữa. 3 đội kỵ binh rồi. Thằng này chưa có kỵ binh. Đây, chúng ta có thể tuyển được đội kỵ binh đời cuối rồi. Mình nhớ là. Và đội cận vệ Cộng Hòa. 4 đội vệ binh Cộng Hòa. Đội kỵ binh đời cuối này. Hết rồi, không tuyển được thêm nữa. Tối đa 4 đội. 4 đội kỵ binh Cộng Hòa. Và thêm đội ngựa này nữa này. Light Cavalry này, nhưng mà phòng thủ có 10 thôi. Thằng này phòng thủ cận chiến 14. Melee attack các thứ đều cao. Ồ, tốt. Có được lượng vệ binh Cộng Hòa đây rồi. Đấy, lính đời cuối nó quánh nó chất. Rồi, làm một trận công phát nào. Nó có quân này nó sẽ vào tiếp viện nhỉ. Chắc ăn được. Thử xem ăn được. Nó có 3 đơn vị tiếp viện. Ăn rồi, chả có cách nào khác cả. À, hay quá. Chúng ta có một cái địa hình nói chung là thoai thoải như này là nó pháo binh mà nó không bắn được mình rồi. Thôi rồi, mình sẽ dàn quân theo hướng này. Đây, tiến dần lên. Chưa hết là bộ binh của mình, trận này an toàn đã. Thì chúng ta có hẳn một cái gò như này. Từ đó, đứng đây đã, xong rồi tiến lên dần. Pháo chúng ta trận này chưa biết đánh kiểu gì, vì chưa chúng ta chưa ở cái gò đồi cao. Được cái này chúng ta có thể lấp được, ẩn nấp ở trận này. Đầu tiên là ẩn nấp đã, không chết đấy. Không đùa được cái pháo binh của Phát đâu. Tiến quân lên đây đã, đứng sát cái mép này, nó không tấn công được mình, pháo của nó chịu chết. Pháo bắn đây à? Bắn làm sao được? Đứng sát ở đây này. Sir, sir, our general is under attack. Oh, mà bắn tướng mình à? Gò như này mà nó cũng bắn được. À đúng rồi, nó bắn được bởi vì là kỵ binh thì vẫn bị dính như thường. Thế thì mình phải di chuyển bộ binh của mình lên á.
mình không di chuyển là nó cứ đứng một chỗ là mình chết dở. Cánh bên này cũng vậy, xoay hướng tấn công đấy, bắt nó phải di chuyển theo hướng theo ý mình. Mẹ nó bắn cái binh của mình kìa. À, không biết thú. Cứ chạy lùi xa xa tí á, kiểu chết đạn lạc. Rồi, nó bắt đầu phải di chuyển rồi. Chạy ra đây. Pháo bắn thẳng mặt mình. Tấn công nó ngay. Tấn công nó ngay lập tức. Đến đem những đạn ra đây nữa. Chắc có 3 tháng làm được. Hạ khẩu pháo này ngay, không chết rồi. Để cho pháo của cổ nó pháo. Pháo nó bắn cho vỡ rồi. Tiếp cận. Cũng phải chịu thương vong mới phải đánh. Đây đây. Không được, không được rồi. Bắt nó phải di chuyển. Rồi, kỵ binh nó đã di chuyển rồi. Bác nó lên xong vào đánh chết được khẩu pháo luôn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ồ, không được. Vào luôn, vào luôn, vào luôn. Vào luôn, vào luôn. Kìa, đều chết anh em. Áp sát pháo nó. Không bị thua đấy. Đấy sao kỵ binh rồi. Rồi. Không vào. Không cho nó bắn nữa. Mình thấy bộ binh của mình trận vừa rồi lì vãi chưởng luôn đấy. Lao quả đấy mà vẫn lao được, khổ lao thật. Rồi cái binh này, bộ binh này phải nói là được ấy. Tướng này cơ bản, cái tướng của mình chỉ huy này là tướng rất mạnh. Đây là tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó cao. Ăn luôn. Đó. Xong. Rồi trận này hai khẩu pháo của nó tốn kém quá nhỉ. Nhưng mà không thế thì còn chết. Tiếp đi, làm loạn cánh này của nó lên đó. Nó đang tiến đến kìa. Tấn công. Đang bắn tạt sườn mình. Rồi. Người Pháp à. Đến đây thôi, đánh đây luôn. Quân nó đang co cụm vào rồi. À, nó có quân tiếp viện đây này. Đúng rồi, nó có quân tiếp viện.
ta không có khả năng. Tiếp em ơi. Nhớ là không bao giờ phép để bộ binh tấn kỵ binh tấn công thì không có bộ binh viện trợ. Rồi, quân này sẽ giải. Ủa, pháo nó lá phải không? Quá pháo của phổ à, pháo của pháo bắn mình rát quá. Bọn cái sức mạnh ở thời kỳ pháo binh thời kỳ rất là hổ báo. Đâu rồi, nó còn rơi khẩu pháo này của nó bắn này. Nó còn sao chưa đây, còn tất cả đám này lên. We have taken a building, sir. Ba con ngựa đấy. Nó tiếp viện vào, tiếp viện vào thì kia có mình có mình cũng chưa ở trong nhà mà. Nó quan ở đâu? Quái. Đến là từ sau lưng nó luôn. Ổn lắm, vẫn cho bộ binh để chở đấy. Chạy anh cho anh nhờ cái mày. Mấy thằng trong nhà này bắn ra. Mấy thằng này tiến lên hỗ trợ cánh quân bên kia. Tâm đi, đứng trong nhà bắn thì nó không bắn được mình đâu. Nó đứng ngoài nó bắn chết, nó bị thương vong nặng hơn rồi. Cho nó bắn. Đây rất nhiều tòa nhà có thể chui vào. Sao đâu, chui trong nhà thì bắn thương vong nhẹ hơn nhiều. Sao chui nó ở ngoài. Quái nào mãi chả thì chết nào này. Chắc phải cho bọn người đi lùa cho nhanh. Ai chà. Chạy ra đây mà. Đứng sau lưng nó mà bắn. Công nhận là tướng của mình, tướng cấp cao và phát tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó lì thật. Quánh không biết sợ là gì luôn. Lao thẳng vào pháo của đối phương mà không hề bỏ chạy. Thế chứ. Rồi nó không quay được vòng pháo nữa đâu. Biết bắn không? Bắn. The men are fatigued, sir, and must rest a while.
Ai rồi? Bọn trong nhà bắn ra, bọn ngoài bắn ra. Ái da. Cái gì? Cũng chui vào nhà đánh nhau mình. Xông ra đây. Hai đơn vị để bị thương nặng quá nhỉ. Đánh bên kia chưa ăn được. Bắn vào đây trước ạ. Chỗ này chắc ăn được. Chưa đạt tầm bắn. Đây bắn được. Đóng bên này. Watson. Rồi. Quay luôn. Giải quyết đội quân tiếp viện của nó. Chắc là đông quân này. Ui. Mấy đội này. Các bạn thấy lý do tại sao mà mình phải luyện tướng lên cấp cao thôi. Các bạn thấy vẫn là cái đơn vị đứng đấy thôi. Nhưng nếu chỉ cần cứu khác chỉ huy nó không thể lắm lao thẳng dám lao thẳng vào pháo của đối phương không? Chết rồi. Không bị ý binh của nó. Ở đây. Nó không dám lao thẳng vào pháo của đối phương thế đâu. Trong khi kỵ binh của chúng ta đang phải do giải quyết được chuyện này. Nó móc lốp kỵ binh của này. Mày chết. Chắc hồi được. Rồi. Mất oan ít quân. Được rồi, chỗ này xong rồi. Tiến lên. Dàn lại đội hình này. Xong rồi. Từ từ. Chỗ này. Rút. Đó, làm sao bắn được. Pháo của nó bị. Pháo của nó bị ngược lòng rồi. Bình tĩnh đi. Đợi bên đơn vị kia lên ạ. À đây pháo binh của mình. Chuyện này. Nguy hiểm lắm. Bên đấy nó la vào một phát là mình chết. Đứng đây đi, nó chạy cũng còn lâu. Pháo nó không bắn được rồi. Nó lại đang tiến lên theo cách cũ. Quay. Nó lại đang tiến lên theo cách cũ. Sẵn sàng tiết nó luôn.
Ôi, cho quân ra đây khử pháo mình à. Nó dám tiến theo cách cũ à? Vậy đi, bên đấy đang nguy hiểm, cho bên này tiến lên trước. Cứ cánh bên nào an toàn đánh trước. Chuyện này chúng ta còn bị quân nó tiếp viện nữa, nên là chúng ta không thể đánh vội vàng được. Mà pháo, pháo của nó khá mạnh. Rồi đấy, tránh tầm bắn, tầm sát thương và pháo binh đối phương. Nó đang bị rối loạn rồi. Chết, chết, bắt đầu bị bắn. Chiến thuật bao vây bắt đầu. Tiến vào em ạ. Chiến thuật bao vây bắt đầu. Lùi ra. Để nó, bộ binh của nó thì cứ để chúng tôi đứng để giải quyết. Ăn. Rồi. Đông hơn mình từ đầu. Đánh ra đây, mắc lốp. Đánh tạt sườn nó. Bắn tạt sườn nó nào. Phong được không nhỉ? Mình nghĩ là được chứ. Kỵ binh đâu à? Rồi, xung phong. Chạy làm cái gì? Bắt lên lên lên, xông vào. Phải bắn mấy cái khẩu pháo đấy làm cái gì cả. Chúng ta có ngựa mà. Miễn là có ngựa tỉnh trợ là được rồi. Bộ binh tấn công mà có ngựa yểm trợ thì thoải mái, không sợ. Tràn lên. Rồi, ăn luôn. Ăn được. Xung phong. Rồi, bộ binh áp sát rồi thì cứ để bộ binh giải quyết. Chúng ta sẽ giải quyết bọn này. Ôi, tinh thần chiến đấu nó cao thế. Our men are running. Chà, cao. Không vậy hơi khó ăn nó. Ủa, quân chạy hết thế, tướng rồi.
con. Our men are running, sir. Đúng rồi đó. Bắt nó luôn. Ăn đó. Xông vào. Nó còn đơn quân quá. Xông vào lên cao. Liều thôi. Liều mới ăn được nhiều. We have killed their general, sir. Now they must pray. Đúng rồi, chết tướng rồi. Tiến lên. Cố lên, quân thần quân Pháp đã xuống rồi. Cố lên anh em. Ăn. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Mũi tinh thần lên. Ôi, xong. Ôi trời ơi, cuối cùng chiến của heroic victory. Kiểm soát ở cái tỉnh nào rồi. Tốt rồi, thế là mình có cái vùng đệm an toàn rồi. Úi giời, quân tiếp viện à. Ước đã kiếm thêm tí sẻng. Hết rồi, quân Pháp ở đây bị hết rồi. Như vậy thì mình đã giải phóng an toàn vùng này rồi. Giao cho thằng Nga. Hungary. Khôi phục cái tỉnh này lên. Thương vong nặng nề. Không thể cướp. Chọn cho chúng phép chúng nó đầu hàng. Bởi vì quân của mình thương nặng quá rồi. Đánh nữa không kéo sợ chết mất quân. Chúng ta chỉ cần cướp để lấy tiền thôi. Truppen, forwards. Cho phép nó đầu hàng. Cướp. Rồi, phát này thì chúng ta sẽ khôi phục cái nước Hungary ở đây lên. Vậy là quân Pháp đã hết quân rồi. Mình có thể bảo vệ được lãnh thổ phía bên này. Rồi. Bỏ mấy cái thằng này đi. Ui ôi, quân đoàn thương vong nặng nề. Hết rồi, Pháp đã bị xử lý ở khu vực này rồi. Thằng Nga thì bị bao vây ở phía bên kia rồi. Thằng Áo vào rồi quẻ, anh khử mấy thằng Áo luôn. Áo thì chắc là không. Tỉnh này thì có lẽ hủy đi để xây cái nhà rồi. Đây nó có nhà lính rồi, có lẽ mình sẽ cấp cho thằng Hungary cái tỉnh này nữa để nó có cái cảng. Nó có thể giao thương. Đấy. Thương nặng quá nhỉ. Quân này thì ok. Hungary đâu rồi. Hay quá, Hungary giáp biên giới với mình. Rồi. Chà. Đây, tiếp tục tướng này. Thằng này quân không có mấy, tô đi. Cướp để kiếm tí sẻng. Úi xời ơi, tướng này tướng cướp bóc luôn. Vãi cả tiền luôn. Moldova. Vorwärts! Marsch! Bereit machen! Stärke und Ehre! Rồi, cứ phải cướp để kiếm tiền anh em ạ. Nghèo lắm. Dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh nó là như thế. Bởi vì bây giờ kinh tế của chúng ta không có một cái nguồn thu nào đáng kể cả. Trừ khi chúng ta kiếm được các thương cả. Rồi. Thằng Thổ Nhĩ Kỳ hết đất rồi mà. Rồi, muốn miễn thuế cho cái vùng này đã.
Trên vùng này có nhà, đây có nhà lính này. Phá đi, xây nhà pháo rồi cho thằng đệ ở đây. Đây thì thằng áo nó kiểm soát rồi, nó là đồng minh của mình, không sợ. Trận sau mình sẽ tấn công ở đây. Ôi, xong rồi. Đánh lên Barienburg nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch. Mùa đông của nước Nga. Thôi kệ, từ từ đã. Mình đánh bây giờ mình cũng không ổn đâu. Chưa có đủ lực lượng để đánh. Quân đoàn này bây giờ... Chưa biết nhỉ? Nó mà đánh sang đây. Chưa biết thằng Nga nó định làm gì, mình chạy vào đây đã. Phía dưới này an toàn rồi. Ở đây nào. 14.000. Nâng cấp mỏ vàng lên á. Các công trình này để có thêm tí tiền á. Nghèo quá, chết mất. Hết tiền luôn. Hoa được rồi. Lượt sau đánh sang lốt tỉnh này. May quá, chỗ này hồi được khá nhiều quân. Ui ui. Thằng Nga bỏ chạy rồi. Thằng Nga cho quân bỏ chạy rồi. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances. Xây nhà pháo binh. Otherwise the uprising may capture a region. Rồi. Thằng Nikolai nhai dép súp cho quân bỏ chạy rồi. Cho quân bỏ chạy này. Cướp để kiếm tiền đã, xong rồi mới giao đất cho nó sau. Little Tiffany. Cho thằng Crimea khôi phục lại đã. Ôi, tiến lên một sao nữa rồi. Dean Master, tướng chỉ huy bộ binh cấp 2. Hình như mình có một tướng là General Infantry đúng không? Vẫn được hơn 6.000, cứ phải cướp liệt tình. Tiền có bao giờ là ít đâu. Truppen vorwärts! Angriff! Ich soll noch auf den Krieg vorbereiten! Rồi. Sonst noch etwas? Hay quá! Sir! Rồi, chúng ta sẽ rút về nhà. Mình sẽ đợi lượt sau nó. Đây, thằng này á, mình sẽ giao các cái vùng đất này cho nó. Đây, tỉnh này thì giao cho nó đây. Ui, có một con ngựa thì làm ăn đấy. Thằng đệ vừa mới được khôi phục rồi. Đây. Cảng của nó là cảng gì ấy? Chưa xây dựng à? Đúng ra mình nên... Không nghĩ là thằng Nga ấy. Chưa xây cái cảng này lên. Tỉnh này tên là Volody. Đây. Giao cho nó cái tỉnh này. Ôi, ấn nhầm thằng Tây Ban Nha rồi. Thôi rồi, không sao. Lại phải tái chiếm lại à? Sao cho thằng này cơ mà. Rồi. Tỉnh này thì sửa lại đó. Nói chung khu vực này là êm rồi. Ngon lành rồi. Lần sau lại phải đánh thằng Tây Ban Nha phát đầy nữa. Thế mới đau đầu. Cái này nó ổn. Bây giờ tập trung vào phương Bắc và chuẩn bị chúng ta sẽ có cuộc chiến. Phía này. Bây giờ là February. Sắp sang mùa xuân rồi. Đợi mùa xuân đã, đánh thằng Nga tiếp.
ergebenster Diener. Sie! Mày chết rồi. Ihr verlangt zu viel. Unterbau. Heroic Attacker. Hay quá. Ihr ergebenster Diener. Linke Seite, Mars. Bereit für Befehle. Warten auf weitere Befehle. Hurra, hurra! Das ist ja leider sauer. Bereit für Befehle. Vorwärts, Mars. Bereit machen. Der Bo sung thêm quân nữa. Thì mới đánh tiếp được. Hai khẩu pháo. Rồi, đội cận vệ đây rồi. Nâng cấp nhà cửa đây đã. Bên này có thể mua được bộ binh xịn rồi. Tốt rồi. Trời ơi. Chỉ còn chiếm Barienburg nữa là hoàn thành nhiệm vụ đó. Là xong chiến dịch này rồi. Nhưng nếu anh em muốn chiến dịch này kết thúc ở đây thì mình cũng có thể coi cho nó kết thúc. Còn nếu anh em muốn có một trận tử chiến với cả quân... quân Anh một trận chiến trên biển thì anh em cứ comment cho mình. Mình sẽ đánh một trận với quân Anh xem nó như nào. Mình sẽ phát triển hạm đội để đánh nhau với quân Anh. Đấy. Nếu như anh em thực sự muốn. Nhiệm vụ mình bây giờ là phải đánh vào đây đây. Đánh vào đây, đau đầu. Mà không đánh được. Thằng Pháp nó di chuyển hết bên dưới đấy thì bên trên này ai bảo vệ nhỉ? Quang lượt đã để sang mùa xuân đã. Chưa đến mùa xuân chúng ta đánh khó lắm. Thằng Bồ Đào Nha, thằng Tây Ban Nha Rumani, chiến tranh Hungary. Đánh luôn. Thằng Rumani thích chết à? There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here đây. Will help the population to grow thằng over Rumani. Time and produce trade income. Sang đánh luôn. Quân đoàn này đứng đây hồi quân đã. Đây là Romani này mình chiếm luôn. Chiếm lại tỉnh này đã. Lại lên một sao nữa. Không biết là học vào cái skill gì. Ôi dồi ôi, cướp được nhiều tiền thế. À, tướng tấn công. Nào. Kiếm tiền đã xong rồi bán đất này tiếp. Forwards, march. Yes sir. Sieg. Rồi, giao lại đất cho thằng này. Crimea Cộng hòa Creamy. Rồi. Nó xong thì nó sẽ có được công nghệ. Mình sẽ chia sẻ công nghệ cho nó đã. Vào đây. À, Romania đất của nó ở đây à? Mình hoàn toàn có thể tiến sang được nhỉ? Chạy thẳng sang được hai quân đoàn mình. Ôi dồi, thế ba vây. Nước Nga, ơi là nước Nga, bây giờ đã là mùa xuân rồi nhé. À. Ôi, trận này mới gọi là thú vị đây. Nó quân của nó cái kiểu tiếp viện lung tung này là mình rất nguy hiểm đấy. Chắc lại phải đánh nhanh giống như trận lần trước rồi. Nước Nga vào mùa xuân thì nước Nga tàn rồi.
Nước Nga vào mùa xuân. Ôi, pháo của nó đặt đây à? Vậy thì mình sẽ triển khai quân sang phía bên này. Thời tiết lại còn có sương mù. Ấy, trận này chắc là phải tấn công nhanh rồi các bạn ạ. Không nhanh là chết đấy. Tấn công nhanh thì chúng ta sẽ bị thương vong nặng, bởi vì là chúng ta chấp nhận bất chấp nguy hiểm tấn công. Nhưng mà chúng ta sẽ chiếm được lợi thế trước. Đôi khi thì chúng ta cũng phải chấp nhận là bị thương vong để giành được cái lợi thế về mặt trên chiến trường. Pháo binh trận này thì mình chưa biết bố trí như nào, bởi vì địa hình ở đây khá buồn cười. Tướng và kỵ binh thì cứ lùi xa xa đến chắc cờ, nó bắn ra phát chết thì vỡ mồm. Rồi, mình nghĩ là cánh này sẽ tiến lên trước rồi. Ôi, quân tiếp viện của nó vào sau lưng mình à? Chó chết thật. Nó còn vào bên này, nó bảo... Ôi trời ơi. Tự phá của mình rồi. Kỷ gió nhở, ai trời ơi, tiếp viện sau lưng mình. À là không, nó không dám, nó không dám tấn công mình. Chỗ này nó không dám tấn công. Cái gì? Kỵ binh mày dám tấn công lên đây á? Pháo mình rút lại đã. Tưởng mày dám cho kỵ binh lên. Tưởng mày dám cho kỵ binh lên. Rồi, kỵ binh của chúng ta đến đây đã. Bảo kê cho pháo binh rút luôn đã. Hướng chạy ra đây. Ăn được. Rồi, cái binh nó bị dẹo rồi. Mày bộ binh. Ừ, chúng ta giữ đã. Mẹ nó tiếp viện từ ba phía. Là quét thật. Thôi rồi.
lên đây cho anh. Chạy. Sử đốt khẩu pháo của nó. Pháo nó chưa kịp đặt nòng. Xong. Binh à? Binh cô giắc à? Tan tác rồi. Rồi, mình tiếp tục giết hẳn bọn này. Bọn này bị sốc, mất tinh thần. Còn bao nhiêu quân nên là chạy rồi. Anh em, nó đang tấn công cái này này. Tiến lên. Đi đây, cái binh nó đi chạy vào móc lốp này nhỉ? Thế nên nó mới tại sao phải có đội đứng đằng sau? Kìa, binh của nó đấy, lại thích xông vào theo cách cũ à? Ừ, anh em ơi, bắn tạt sườn đó. Nó đang rút, nó đang rút. Anh không nổi, rút chuyển sang. Nó rút thì đuổi, nhanh. Nga này nó khi nó liều chết thì nó cũng liều thật đấy, nhưng mà khi nó thấy không ăn được là nó cũng rút đấy. Khôn lắm chứ không phải đùa đâu. Rồi, giải quyết khẩu pháo của nó. Bắn tạt sườn cho anh. Rồi. Sao đây mà sốc như này phát là xong. Tiếp mà nữa. Mình lao vào đạp phát là xong. Tiến quân ra đây. Chuyện trong rừng nó có phát hiện ra đâu mà. Rồi tiến lên. Không phải đánh nhau nữa. Ở đây, kỵ binh chúng ta làm việc rất hiệu quả đấy. Nó đến này. Điện bắn tạt sườn anh à? Rồi, yên tâm, cánh này sẽ tiến lên. Đổ súng chưa bắn tỉa, tiến lên.
binh của mình trận này đi càng tốt thế nhỉ. Ôi giời, chặt nó lại luôn. Nát rồi. Nó thực hiện từ tất cả các hướng vào đầu của mình. Nó tấn công à? Tiến lên nào nghe. Nó bỏ chạy hết rồi đó. Sốc cho nó phát nữa là xong. Sời. Bọn Nga, Nikolai nhai dép sốc mà đòi đấu súng trên phổ á. Không biết không? Chết luôn. Dám bắn mình à? À, nhóm tấn công trực diện mình rồi. Liều quá đấy mà. Rồi. Không thể đọc được đội hình được. Giống thì làm sao mà thắng được. Hay quá, chiến tiếp ở cái tỉnh này rồi. Heroic victory là điều đương nhiên, mặc dù đây chỉ là tướng cùi nhá. Tướng này không phải tướng sĩ. Cướp phát kiếm thì xẻ đã. Giao cái vùng đất này cho một cái thằng nào đấy để kích thằng Nga đóng trên đất này ra khỏi cái vùng này đã. Có thể mình sẽ vẫn phải đồn trú quân ở đây để bảo vệ cái vùng đất này. Kiếm được tiền tội gì. Mình cũng chẳng cần sửa lại tình hình. Có thể ra cũng được. Rồi. Một attacker trên lên. Cũng ngon rồi. Đứa này cũng khá đấy. Bây giờ mình sẽ ra cái tỉnh này cho thằng này an toàn hơn. Đây. Vâng. Như vậy thì nó sẽ có một cái vùng đệm an toàn cho thằng đồng minh của mình. Rồi. Quá tuyệt vời. Như vậy là ổn. Thằng này nó sẽ tạo một cái vùng đệm dài như thế này. Tỉnh này hai lượt nữa mới xong. Ok. Nước Nga còn rất nhỏ. Nước Nga chỉ còn một vùng lãnh thổ nhỏ phía Bắc. Chúng ta làm nào để đánh chiếm được cái vùng trên này thì mới có hải quân. Thằng Nga chó chết. À, nó đang chiến tranh với thằng Thụy Điển. Nga chiến tranh với Thụy Điển. Bây giờ hay quá, chúng ta có đường giao thương với nó. Quá.
mình có thể giao thương trực tiếp với nó rồi. Rồi chung đấy, nó liền lãnh thổ, giao nốt cái tỉnh này cho nó nữa. Tiến sang đây đánh thẳng Rumani, đoàn này cũng thế, tiến vào đây. À, xem nào, tôi cứ qua cái lượt này đã, xem tình hình nào. Tiền bắt đầu chúng ta phải dành dụm để nâng cấp các cái công nghệ cuối này. Ôi dồi, nghèo quá. Sao đây mới có 5188 mà chúng ta chỉ còn một tỉnh nữa là chúng ta hoàn thành thôi mà. Đây, 30 tỉnh rồi. Chúng ta chỉ cần tiến chiến thêm cái tỉnh Marienburg này nữa này là chúng ta hoàn thành chiến dịch rồi. Nhưng mà mình đã nói rồi, anh em comment đi. Nếu mình muốn, anh em muốn mình một trận chiến hải chiến với hải quân Anh thì sẽ phải rất nhiều thời gian để mình phát triển hạm đội. Trước đó mình phải chiếm được cái vùng phương Bắc để có lực lượng hạm đội đã. Đấy, kế hoạch là như vậy. Hoặc là mình sẽ tiếp tục xuống phía Nam để giải quyết. Mình chưa biết như thế nào nhưng mà chắc chắn anh em muốn một trận chiến hải chiến rồi đúng không? Khả năng cao là như vậy. Rồi mình xây cái nhà dân sự lên đấy. Cho thằng này. Nhưng mà chắc qua lượt đã. Hết việc để làm rồi. Rồi. Như vậy là mình đã ngăn cách được quân Nga với lãnh thổ của mình rồi. Tất nhiên là nó vẫn còn một cái tỉnh nữa kia kìa. Giáp với cái thủ đô của thằng chư hầu của mình. Nên mới đau lòng. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering. Vâng, tôi biết rồi. Sang chiếm đi em. Tỉnh này của nó không có quân đồn trú à? Xem tiếp là có bị chiến tranh thằng này. Thằng này thì không. Thằng này chiến tranh với thằng Anh. Đấy, chúng ta sắp có bạn để cùng giải quyết rồi. Cho tướng này luyện cấp. Quân đoàn này thì bây giờ hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuẩn bị cho trận chiến ở Bắc Âu. Sao đây? Thêm một cái tỉnh này nữa nhỉ? Là ok. Rồi. Khu vực phía dưới này, chúng ta xem mấy thằng chư hầu của mình có thằng nào bị chiến tranh không. Sợ thằng này không sợ. Ok, mọi thứ rất ok. Sorry. Tưởng thế nào toàn mấy thằng lính củi. Chắc trận này auto cũng được. Toàn lính củi. Cướp kiếm tiền á. Các bạn thấy chưa, tướng của chúng ta lên cấp cao như này đánh nhau hổ báo lắm. Bạn thấy tinh thần nó lao thẳng bộ binh của mình. Bạn có bao giờ thấy chơi bộ binh của Phổ nó lao thẳng vào đội hình của đối phương không hề biết sợ là gì? Làm gì có quân nào mà khủng khiếp thế? Làm gì có thanh niên nào mà lại dám bổ báo kinh khủng ấy? Lao thẳng vào đội hình của đối phương để tấn công. Ôi dồi, học thêm một skill nữa à? Học thêm skill nữa. Heroic Attacker Max skill dòng tấn công rồi.
Nên là heroic là các bạn đã biết rồi. Nghe chữ heroic là hero rồi. Các bạn biết là skill mạnh nhất rồi. Đến 9 sao rồi. Thôi được rồi. Giao cái tỉnh này cho thằng Hungary. Và từ đó phá đi xây cái nhà pháo binh ở đây. Rồi giao cho thằng Hungary sau. Là sao tướng này coi như xong. Ủa thế phía bên này của mình gần hoàn thành nhiệm vụ rồi. À đây còn thằng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà mình làm nào mình phải đề nghị cái thằng Áo cho mình triển khai quân đất của nó chứ nhỉ. Thì mới đánh được. Mình muốn chiếm được cái cảng của thằng Thổ Nhĩ Kỳ này. Để phát triển quân đội đấy. Thác nhà thuế. Ổn đấy. Xong rồi mình phải tiến sang đây. Đánh nhau với thằng Pháp tiếp bên này. Ồ mình đã có lực lượng 4 quân đoàn đây rồi. Thật là tuyệt vời. Cố gắng giải quyết nhanh. Và mình rất để đáp ứng yêu cầu của anh em này. Thằng Pháp xin hòa bình. Vấn đề là mình cũng không thích hòa bình lắm. Thực tế thằng Pháp nó cũng chưa có. Mình muốn chiếm tiếp đất của thằng Pháp đó, để kiểm soát hai cái tỉnh phía dưới đó. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Thằng Pháp nó cũng you must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Tỉnh whatever you rồi. Do, act quickly before the riot Chantastia. Becomes a rebellion. Mình đâu có kiểm soát mấy cái tỉnh thế này đâu. Tỉnh này nổi loạn gì. Xây nhà dân sự. Cái này mình xây nhà gì nhỉ? À, chỗ này phải xây nhà pháo. Thôi miễn thuế cho tỉnh này đã. Đau đầu nhất là bây giờ làm nào để có thể triển khai cho mất. Thằng Áo nó cho mình di chuyển quân đi đã. Ra đây đi. Miễn thuế rồi mà vẫn nổi loạn ở Mỹ này á. Thế phải đóng quân à? Chưa mấy khi lệnh thuế. À, hay quá ông đệ của mình ông chiếm được cái tỉnh này của thằng Nga luôn. Ngọt. Thôi được rồi, thế thì anh rút về đã. Nếu như mày gặp vấn đề khó khăn quá thì anh sẽ sang. Còn nếu mày ổn được thì anh sẽ tạm đứng ở đây đã. Tốt rồi. Thằng này nó chiếm được 2 tỉnh trên này của thằng Nga. Có chí khí. Tốt. Tốt 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 tốt. Vào tranh thủ lên cấp nhà cửa. Có được thêm tí tiền. Nâng cấp bỡ nhà cửa lên để có thêm tiền đã. Nghèo quá. Rồi. Ổn định một chút xíu. Thằng Pháp à? Thằng Pháp. Tiến ra đây đã. Có lên đánh thằng Áo không nhỉ? Hoang mang sờ tai quá. Đánh thằng Áo thì thực sự à mình đang bị âm tiền. Quân đội của mình đông quá à. Tinh giảm bớt lực lượng thôi. Những vùng này an toàn rồi, bỏ bớt mấy thằng này đi. Hết âm tiền rồi. Sợ nhỉ? Âm tiền. Chứ rồi, bây giờ làm nào phát triển để kinh tế lại. Vẫn phải mua quân chứ. Đây rồi. Kỵ binh đời cuối này. Horse War. Đội cận vệ kỵ binh và đội cận vệ vệ binh Cộng Hòa. Ồ. Và những cái lực lượng ưu tú nhất của mình. Alles bereit machen!
Lại thêm một skill nữa. Goriot Guerrero. Thằng nào lên Goriot? Cái này là Chris. Đây, thằng này lên rồi. Lên Goriot Guerrero. Tuyệt vời. Conquest Guerrero. Mấy mày. Úi giời ơi, thêm thằng này nữa. Bean Master. Nào, anh em thấy nào. Mạnh chưa? Và vùng đất này lại cho thằng Pháp. Sẽ có một cuộc chiến với quân Anh nữa. Cuộc chiến quân Anh. Chris à? Quân Anh. Tây Ban Nha thì không đáng kể. Tây Ban Nha chỉ có kỵ binh hoặc có quân áo thì cực yếu. Rồi, lại rút ra đây. Sao nó nổi loạn lên đây. Rồi. Hai tướng này cực mạnh. Chưa đi đánh trận thế nào, không lẽ cực mạnh à? Tướng này thì đánh trận mệt mỏi, mới lên được gần này sao? Úi dồi. Thật may cho mình đã hết mùa đông. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always mình có thể tuyển thêm mấy tướng nữa rồi. Mà mình cũng không cần nhiều tướng lắm đâu. Lần này tướng còn lại chưa biết dùng vào việc gì. Ăn. Vào đất này tiếp để cho nó nổi loạn liên tục. Bây giờ tướng mình mạnh rồi. Mình có thể cứ giao đất liên tục này. Liên tục để hồi quân đã. Bây giờ mình cứ qua lượt liên tục thôi. Bây giờ không vội vàng phải đánh nhau. Lên cấp tiếp. Heroic, Hero of Army, người hùng của quân đội. Thế nào? Đây à? Cộng 4 tinh thần chiến đấu cho toàn quân. Cái này cộng 3. Các bạn chỉ vào đây nhá. Nhìn tí lính của mình này. Tinh thần chiến đấu lên 19 rồi. Đội cận vệ. Phải cho tướng này dùng đội cận vệ. Anh cho 3 đội ngựa này sang tướng này. Tòa này thì để rút cái đội này, lính này ra. Thay vào đó là bọn này. Chưa có pháo. Chưa có pháo rồi, nhưng nó chưa có pháo. Thêm một đội kỵ binh nữa này. Một, hai, ba. Nhiều lính bắn tỉa, nhiều lính bắn tỉa quá. Bốn đội. Rồi ok. Ui, bắn 55. Đã có lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Đánh được đến đây nhá, yeah. Thì bắt đầu mới giao đất hòa bình với thằng Pháp được. Giờ thì mình chưa muốn, ôi, bọn mình còn đứng quân ở đây đông như thế này thì ăn làm sao được, làm sao mình đánh vào đây được. Thằng này thì ăn được, ái chà, nó cũng có lính xịn rồi. Tỉnh này giao cho thằng Hungary á. Tỉnh đấy nó là tỉnh Croatia. Đúng rồi, nó sẽ có cảng biển. Nó có cảng biển thì nó có thể giao thương được. Bỏ mấy đơn vị này đi. Quân của mình nhiều rồi.
ở đây nữa. Cái phí nhỉ? Mấy đơn vị con này rank cao này mà bọc hơi phí. Mấy thằng nổi dậy này. Mấy thằng nổi dậy, mấy thằng nổi dậy ở Rumani này. Niemand wird uns besiegen. Alles bereit machen. Bereit machen und Befehl erwarten. Làm sao thuyết phục được thằng áo nhỉ? Cho phép triển khai quân để mình xuống đánh chỗ này. Ai da. Này nó xây cái cảng gì đấy? Ôi nó xây thuyền chiến à? Thế thì làm sao nó giao thương được với ai? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Sếp phải đã.